Hết ảnh cưới, fan sửa ảnh Thùy Tiên, Quang Linh đăng ký kết hôn. Kể từ khi sang Angola từ thiện, Thùy Tiên và Quang Linh liên tục được fan đẩy thuyền. Mọi người chỉ mong cặp đôi nhanh chóng phải lòng nhau, hẹn hò hay thậm chí sớm ngày về chung nhà. Mới đây một lần nữa, cặp đôi được réo tên khi trend kết hôn theo kiểu anh Tú Diệu Nhi đang sốt dần dần trên mạng. Ít hôm trước, anh Tú chia sẻ bức ảnh cùng nữ diễn viên Diệu Nhi đi đăng ký kết hôn. Trong ảnh, khi anh Tú điều khiển xe máy thì Diệu Nhi phía sau khoe giấy trắng mực đen chứng minh cặp đôi đã chính thức là vợ chồng. Cũng từ đây, mọi người liên tục chỉnh sửa ảnh để đu theo trend kết hôn của cặp đôi này. Không nằm ngoài xu hướng, Quang Linh và Thùy Tiên ngay lập tức được fan hỗ trợ đu trend. Mọi người không ngại ngần photoshop hình ảnh Quang Linh và Thùy Tiên đi đăng ký kết hôn trên xe máy. Trong ảnh, hai người cười tươi rói trong ngày trọng đại. Nhìn khoảnh khắc hạnh phúc này, người xem không khỏi trầm trồ. Dẫu biết chỉ là sản phẩm chỉnh sửa, nhưng ai nấy đều nuôi hy vọng hai người sớm thành đôi. Đây không phải lần đầu Quang Linh và Thùy Tiên được fan đẩy thuyền. Có giai đoạn cặp đôi còn được chỉnh sửa ghép cả ảnh cưới, khiến ai chiêm ngưỡng cũng phấn khởi khi thấy Thùy Tiên trong bộ váy cô dâu nên duyên cùng chú rể Quang Linh. Ảnh ghép khéo tới nỗi nếu không để ý mọi người chẳng thể nhận ra là chỉnh sửa. Trong ảnh, Thùy Tiên vui vẻ hạnh phúc khi được sánh đôi cùng Quang Linh, đôi trẻ e ấp y hệt vợ chồng son. Trước sự tích cực của dân tình, Thùy Tiên từng chia sẻ về mối quan hệ. Cô nói, anh Linh là một người đàn ông rất đàng hoàng, tử tế. Dù còn trẻ tuổi nhưng anh lại là một người sống với lý tưởng khác biệt, đáng để người khác ngưỡng mộ. Anh Linh luôn quan tâm và vì người khác rất nhiều, bất cứ ai gặp và tiếp xúc với anh Linh cũng cảm thấy dễ mến. Tiên nghĩ vì khán giả quá yêu quý Tiên và anh Linh nên mới ghép những tấm hình như vậy. Tiên cảm thấy rất hài hước và không khỏi bật cười khi thấy ảnh cưới do khán giả ghép. Dẫu biết rằng Quang Linh và Thùy Tiên đều có định hướng công việc và con đường đi khác nhau, nhưng fan vẫn không ngừng hy vọng hai người sớm thành đôi. Tương lai không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ mong hai người vẫn luôn lạc quan hết mình với cộng đồng như hiện tại.